Anh tháo dỡ ngôi nhà phát hiện bức tường lạ, nhờ người đến xem xét mới phán một câu: giàu to rồi. Hơn 2 thế kỷ qua, không ai biết rằng phía bức tường gạch của ngôi nhà tại Anh rất bình thường này lại ẩn chứa một kho báu bất ngờ. Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn ít nhất một lần nhận được món quà của Thượng Đế. Bạn đã từng một lần ao ước được trúng vé số độc đắc hay nhận được quà từ một chương trình bốc thăm trúng thưởng nào đó. Trên thực tế, những vận may như vậy thường rất hiếm hoi. Tuy nhiên, có một người công nhân tháo dỡ nhà đã may mắn nhận được một món quà lớn. Đó là khi ông tháo dỡ một căn nhà đã vô tình phát hiện ra một bức tường với những hoa văn độc đáo. Điều ông không ngờ tới là bức tường đó lại có giá trị rất lớn. Nếu là một người bình thường không hiểu biết gì, bức tường đó cũng chỉ là một đống gạch cần được phá bỏ, người công nhân sẽ mất đi cơ hội đổi đời. Theo đó, Stephen Martins, người phụ trách công ty tháo dỡ nhà cửa, đã nhận một hợp đồng phá hủy ngôi nhà cũ tại Shrewsbury gần Bournemouth, Dorset. Đây cũng từng là nơi ở của một họa sĩ người Victoria Arthur Bell. Stephen không ngờ rằng trong ngày định mệnh ấy, anh đã lượm được cả một gia tài lớn. Về cơ bản, những tấm gạch đá hoa màu trắng xanh đều có họa tiết cây cọ và chim thú, có độ dài khoảng 10cm. Tuy một vài tấm đã bị ố vàng, nhưng hầu như toàn bộ số gạch hoa này đều được thiết kế rất tinh tế. Nó giống như tác phẩm do một người nghệ sĩ làm ra hơn là một viên gạch đá hoa thông thường. Người công nhân nghĩ rằng số gạch hoa này chắc chắn không phải dạng tầm thường, nên đã vô cùng cẩn thận gỡ từng miếng ra khỏi bức tường và đem đến cho chuyên gia kiểm tra. Thật không ngờ kết quả giám định khiến anh chàng này vui như trúng độc đắc. Theo xác định của chuyên gia, những viên gạch hoa đẹp mắt tinh xảo này được tạo ra từ bàn tay lành nghề của các thợ thủ công ở thành phố Dresden, Hà Lan, là một trong những nơi sản xuất gạch sứ hàng đầu của thế giới, có từ thời Victoria. Đã từng có rất nhiều tin đồn về báu vật trong ngôi nhà có lịch sử từ những năm 1800 này, nhưng chưa một người nào khám phá ra được, cho đến khi đội dỡ nhà của Stephen làm nhiệm vụ. Theo những quy định trong hợp đồng phá dỡ, Stephen có quyền hưởng tất cả những thứ tìm được từ ngôi nhà, và vì thế toàn bộ số gạch hoa quý hiếm đó hoàn toàn thuộc về Stephen. Ngày nay, nó là loài gạch vô cùng quý hiếm, có giá trị đồ cổ cực kỳ cao. Một số viên gạch xanh trắng được định giá mỗi miếng lên đến 1.000 bảng Anh, tức khoảng hơn 30 triệu đồng. Được biết, đây là lần thứ hai Stephen tìm được báu vật bất ngờ từ đống đổ nát như vậy. Trước đó năm 2008, Stephen may mắn tìm được một số di vật từ nhà cũ của J.R.R. Tolkien, nhà văn huyền thoại, cha đẻ của siêu phẩm kinh điển Lord of the Rings. Sau đó đem đi rao bán, Stephen đã thu về được đến 75.000 bảng, tức hơn 2 tỷ đồng. Vương quốc trong ống thoát nước có 6.000 người sinh sống, buổi tối mới chui lên, đến khi đột nhập xuống dưới mới kinh hãi. Chui qua ống thoát nước để khám phá thế giới ngầm dưới lòng đất khiến nhiều người phải mắt tròn mắt dẹt. Romania vốn nổi tiếng là vùng đất sản xuất rượu vang nổi tiếng thế giới, cùng với sự lãng mạn và hoài niệm về quá khứ thông qua những ly rượu. Đặc biệt, đất nước này còn có hệ thống kiến trúc nhà thờ độc đáo, hấp dẫn khách du lịch tới chiêm ngưỡng và du lịch. Du khách đến đây không biết được rằng, ngoài sự nhộn nhịp trên mỗi con đường của thành phố, vẫn còn có một vương quốc ngầm dưới lòng đất. Thủ đô Bucharest, Romania được nhiều người ví von như là một người họ hàng của thủ đô Paris, Pháp. Nơi đây còn nổi tiếng bởi thế giới ngầm được cấu thành từ hệ thống đường cống thoát nước khổng lồ dưới lòng thành phố. Đây là nơi cư ngụ của những người lang thang, người bị bệnh lao đang chờ chết trong bóng tối. Gần đây, một bộ phim tài liệu phát trên kênh 4 của Anh đã tiết lộ cảnh tượng thật về thủ đô Bucharest. Nơi đây có khoảng 6.000 người vô gia cư đang sinh sống, trong đó có nhiều trẻ mồ côi, người nghiện ma túy, nhiễm HIV và mắc bệnh lao. Đứa bé nhỏ nhất mới 11 tuổi, họ vẫn tự nói rằng bản thân mình đang sinh sống ở đây, chứ không hề coi nó là một quá trình để chờ đợi cái chết. Cổng của thế giới ngầm này chính là miệng cống tại ga tàu Bucharest. Nếu bước vào nơi này, cảm giác đầu tiên bạn thấy đó là ở đây rất nóng. Tiếp đến là mùi hôi cùng tiếng nhạc ồn ào. Chỉ đến buổi tối, những người ở đây mới bò ra khỏi mặt đất.
Thế giới ngầm này được cai quản bởi một người có biệt danh là Rusili. Ai muốn bước vào đây cần phải được anh ta đồng ý. Rusili đặt ra các quy tắc cho thế giới ngầm của mình và đảm bảo rằng tất cả mọi người đều phải tuân theo những quy tắc đó. Ở thủ đô Bucharest có nhiều khu nhà ở dành cho người vô gia cư nhưng lại rất vắng vẻ, chỉ có vài người già neo đơn đến tá túc. Trong khi đó, nhóm người ở thế giới ngầm nói trên vẫn muốn sống dưới lòng đất tăm tối. Lý do là vì nếu ở các khu nhà dành cho người vô gia cư, họ sẽ không kiếm đủ nhiều tiền để hít thuốc và buôn bán vận chuyển ma túy.